kiểu như hôm nay là phải có mồi đấy, để nhậu để anh em cuối tuần vui vẻ đấy, đúng không một tí. Thì sau khi anh em chúng tôi đi một vòng đến nhà bác ngư dân để xin được một ít cước và một số lưỡi câu như thế này các bạn. Đấy, một lưỡi câu đây. Đấy, và bây giờ anh em chúng tôi sẽ về tiến hành để làm cần câu để đi ra khơi thôi. Hy vọng hôm nay sẽ câu được mồi ngon, cá to. Ok. Đấy, thân bản sóng bữa nay rất là êm. Rất cực kỳ êm luôn. Đó, các bạn có thấy đấy là rất ok luôn thôi. Đấy, anh em chúng tôi sẽ ra khơi câu được cá. Thì hy vọng hôm nay anh em chúng tôi sẽ câu được cá thật là nhiều, thật là to. Đấy, cũng lâu lắm rồi, cũng nhiều năm rồi chúng tôi không ra khơi như thế này. Thì hôm nay cũng có nhiều anh em cùng sở thích đi câu nhưng mà họ câu trong bờ. Đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ ra khơi, tiến hành mượn sóng của anh của bác ngư dân và tiến hành ra khơi câu cá. Đấy, và bây giờ anh em chúng tôi và thằng Cú Tí ơi. Em ơi không dạ nè. Đấy, và anh em tôi sẽ tiến hành xuống ra khơi và kiếm mồi thôi. Đó, bạn thấy phía sau kia là hàng cái bờ hồ. Hồ phía sau trước là khá nhiều cá, không biết bên năm nay là như thế nào. Đó, đấy, anh em tôi sẽ tiến hành mượn sóng của anh ngư dân. Mượn sóng của anh ngư dân và ra ngoài khơi thôi. Các bạn chờ xem kết quả hôm nay sẽ như thế nào nhá. Ok. Thì hôm nay có thằng Cú Tí nó đòi đi theo bố đấy, và tôi cũng đành lòng cho nó theo. Tôi cũng chuẩn bị áo phao rồi nhưng mà lúc đấy tôi lại quên mặc áo phao. Không có bạn xem clip và thông cảm. May là không sao. Thì mọi thứ đã sẵn sàng, thì tiếc là cái thuyền chúng tôi mượn là cái thuyền này cũng bỏ lâu lắm rồi, không dùng đến nên nó đã bị vào nước. Đấy, vì vậy tôi đã đi tiến hành để mượn một cái sóng khác để tiếp tục tiết mục câu cá ngoài khơi. Cái gì màu đen đen hoặc đen đen mềm ấy. Rồi đi, đây lại bông nhỉ nhá. Để bông nhiều bỏ đồ lên ạ. Bỏ cái này lên là nhá. Trời. Lách ra kìa. Không cho xuống. Anh cũng bế lại đây. Thả này. Đưa anh bế lại. Đứng dậy. Ngồi xuống đây đi. Chúa này. Các bạn có thể thấy là mình đang chèo thuyền đi lênh đênh trên nước. Thì căn bản là bây giờ tự nhiên sóng nó lại nổi lên rồi, kéo dông, mà mình nghĩ là chiều nay sẽ mưa. Không biết mưa to mưa nhỏ nhưng mà chiều nay chắc chắn là sẽ có mưa. Đấy, Tí ơi, có tin này. Cười lên cái coi, em cười lên nào, cười lên đấy. Và thằng Cú Tí của tôi đây nó cũng đang rất thích là đi chèo nước, đi lên nước như thế này. Té bây giờ. Và đây là những cái áo phao của chúng tôi. Để đảm bảo an toàn là ra tới nơi chúng tôi sẽ mặc phao. Nghĩa là phải mặc phao trước khi lên thuyền. Đấy, nhưng mà căn bản là hơi nôn nóng. Ok. Để khơi đứng được. Và bây giờ anh em chúng tôi bắt đầu thả câu. Xem thử chiều nay anh em tôi sẽ kiếm được cái gì. Ok. Thì cơ bản là
hơi lâu anh em. Con bi của tôi thì mẹ nó lại bơi theo, nó là ở bên bờ bên này rồi kìa. Bạn có thể thấy nó bơi từ bờ bên kia qua bờ bên này, nó đứng nhìn sẵn rồi kìa. Bi. Ừ, bi đúng rồi. Ok. Thôi khó. Đấy, và cần thủ chúng tôi gồm 4-5 cân, 5-6 cái cân. Đây, còn một thanh niên đầu kia đang trèo lên, mà hình như mình tính sơ nãy giờ nửa tiếng hồ rồi. Vị trí thuyền vẫn ở nguyên chỗ, không thể mà tiến lên được nửa mét. Đây này, mình chèo vòng xa xa kia. Thôi đi, có khi mình chèo về luôn chứ mình ra đây cũng đâu có đâu mà ra. Hoặc khá chỉ là vất vả. Khoảng sau 2 tiếng đồng hồ, anh em chúng tôi cố gắng kiên trì ngồi để xem được có được con cá nào không. Thực tế là không hề có một con cá nào cả. Biết bao nhiêu mồi nhử cũng như là thay mồi liên tục, nhưng mà không hề có một con cá nào động đến mồi cả. Có lẽ anh em chúng tôi từ bỏ từ đây, chắc phải trèo về thôi. Bây giờ nắng quá nắng rồi. Còn thanh niên kia là cứ trèo vòng thuyền cho phá cá cho đi chơi vậy thôi mà. Sau khoảng 2 tiếng hồ anh em ngồi, chúng tôi ngồi không ngồi, thậm chí là không có một động đậy luôn, không mất một miếng mồi nào luôn. Chắc hôm nay có vẻ là một là nó cá dưới hồ đã thưa bớt rồi, hết rồi. Hai là sóng hôm nay nó có động. Đấy, thời tiết nó động nên là có thể là cá không ăn. Thì anh em chúng tôi đã quyết định rút. Đấy, rút quân. Để chúng ta cũng nghiên cứu kiếm một cái món mồi nào khác đấy. Kiểu gì kiểu chứ mà hôm nay là phải có kiểu như hôm nay là phải có mồi đấy, để nhậu đấy anh em, cuối tuần vui vẻ đấy đúng không một tí tí ơi. Rồi thôi, và chắc là xu hướng bây giờ mình sẽ về mình đi bắt cua đá thôi anh em ạ. Chắc là anh em mình về sẽ đi bắt cua đá để kiếm cua hấp. Ok rồi đấy nhá, để lát nữa mình sẽ review cho các bạn mình đi bắt cua đá như nào luôn.